Thưa quý vị, sau hơn 4 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã có 12 cơ sở với 23 sản phẩm được công nhận 3 sao. Trong các sản phẩm OCOP của địa phương, cơ sở Cường Hoa với sản phẩm chuối sấy, chuối chiên mang đặc trưng của vùng Kiệm Tân cho năng suất chất lượng cao được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Cây chuối bơm có rất nhiều ở vùng Kiệm Tân, huyện Thống Nhất. Dù có thể không được đánh giá cao bằng một số loại chuối đặc sản khác, nhưng chuối bơm ở vùng này lại đặc biệt thích hợp để làm món đặc sản khác, đó là chuối sấy, chuối chiên. Cơ sở Cường Hoa là một trong những cơ sở chế biến sản phẩm chuối chiên, chuối sấy lớn và lâu đời ở xã Quang Trung. Mỗi tháng tùy theo mùa cao điểm hay thấp điểm, cơ sở này tiêu thụ từ 5 đến 10 tấn chuối bơm tươi để làm chuối sấy, chuối chiên. Ở đây vừa tiêu thụ chuối cho bà con trong vùng, vừa giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cơ sở Cường Hoa chúng tôi xuất phát điểm từ năm 2005 bắt đầu làm cái nghề chuối. Do cái vùng đất đồi đá của Đồng Nai và cái huyện Thống Nhất đặc trưng là nó rất là phù hợp với trồng cây chuối. Đất đá nhiều quá mà trồng cây gì cũng không được, cho nên mà trồng chuối vô thì nó rất là tốt và năng suất cao. Nhưng mà đặc biệt cái loại chuối bơm á, thì người ta không có ăn tươi ăn sống và năng suất lại cao mà dân không biết làm gì, cho nên cơ sở chúng tôi với nghiên cứu làm ra món chuối sấy dẻo và chuối chiên giòn để bán cho thị trường và được thị trường ủng hộ và công nhận, và năng suất sản xuất càng ngày càng nhiều hơn. Sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, tức là chuối chiên giòn, chuối sấy dẻo, nuôi chiên và bắp chiên. Và năm nay, năm 2024, cơ sở Cường Hoa đang cố gắng phấn đấu làm lại sản phẩm OCOP cho chuối chiên giòn và chuối sấy dẻo để đến được sản phẩm 4 sao đầu tiên của huyện Thống Nhất. Từ năm 2017, sản phẩm chuối sấy của cơ sở Cường Hoa đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn Đồng Nai. Chuối sấy, chuối chiên cũng là 2 trong 4 sản phẩm của cơ sở được công nhận OCOP 3 sao và đang hướng tới 4 sao trong năm nay. Các cấp các ngành đang nỗ lực liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó tập trung hướng đến trên sàn thương mại điện tử để tạo ra những kênh phân phối mới phù hợp xu hướng hiện đại. Những năm qua thì Đảng ủy và chính quyền xã Quang Trung đã rất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt để phát triển các cái sản phẩm OCOP của xã nhà. Đến nay thì xã cũng trên địa bàn xã cũng có 7 sản phẩm OCOP, trong đó cơ sở Cường Hoa là một trong những cơ sở tiêu biểu và có sản phẩm OCOP đầu tiên của xã. Thì hỗ trợ xã xác định đây là một cái mục tiêu rất là quan trọng, thì xã đã hỗ trợ rất nhiều cho cơ sở Cường Hoa để phát triển, phụ thuộc nhất là các cái sản phẩm chủ lực của địa phương như là chuối này, rồi bắp này, tất cả cái đó để làm thành một cái chuỗi liên kết để phát triển sản xuất. Hội nông dân huyện cũng tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm và quảng bá hình ảnh sản phẩm OCOP huyện Thống Nhất nói chung và các sản phẩm chuối chiên, chuối sấy cơ sở Cường Hoa đến người tiêu dùng. Thì đến nay hầu như các cơ sở đặt chưa có sao đều đạt điều kiện tiêu chuẩn để bán trên các sàn thương mại điện tử. Từ khi tham gia OCOP thì có một số cơ sở là phát triển rất mạnh cái thị trường của mình. Ví dụ như cơ sở Toàn Dương, cơ sở Hải Dương, cơ sở Cường Hoa, đặc biệt Cường Hoa với 4 sản phẩm OCOP 3 sao đang xuất khẩu ở các thị trường trong và ngoài nước. Thì đối với các sản phẩm hiện nay thì chúng một số sản phẩm hết hạn thì tiếp tục được gia hạn. Rồi chúng tôi đang vận động cơ sở Cường Hoa là xây dựng 1-2 cái sản phẩm 4 sao cấp tỉnh. Cấp tỉnh thì chúng tôi cũng đang tổ chức làm việc là hỗ trợ cho cơ sở về cái hồ sơ rồi bản thuyết minh làm sao đến cuối năm nay thì nộp hồ sơ 4 sao cấp tỉnh để tỉnh hội đồng cấp tỉnh đánh giá để là sản phẩm đầu tiên của huyện đạt 4 sao. Nâng tầm chất lượng các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, không chỉ quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương huyện Thống Nhất trong phát triển kinh tế kết hợp du lịch sinh thái, mà còn góp phần xây dựng huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.